siêu vi cầu, siêu vi nang và liposo. Cái đi thi người ta hỏi là có riboso và liposo nè, phải có liposo đúng không? Bây giờ nó liposo, cái riboso, cái nào là cái thứ mình mới học tên gì? Liposo. Cái ta hỏi là cái nào là không phải là cái dạng mà dùng cho tiểu phân, là trong đó nó có chữ riboso là không đúng. Riboso là trong cái riboso là cái tế bào không? Cái mà nó tạo ra ADN là học cái đó. Rồi vi nang, vi cầu, siêu vi nang, siêu vi cầu. Dạ. Là cái nào nhỏ hơn? Siêu vi nang, siêu vi cầu là nhỏ hơn. Siêu. Rồi ribosom là từ đứa nào? Siêu vi nang. Cấu trúc của ribosom. Rồi mấy cái đó điện nha. Vậy là học mấy cái lớp, rồi mấy cái đó cách điện, nãy hệ thống, có cái kéo dài, cái năng, cái cơ chế. Đó là cách điện. Tức là cái này nó có mấy cầu thôi. Còn mấy cái phần phương pháp thì chế vi nang, vi cầu, các chị các bạn bỏ qua. Nước sơ cho để mà nếu mà có cái cách điện thì người ta sẽ làm nó dầu cái cầu. Thì mình đại là mình nhận dạng ra là này phải nói. Nhớ nghe vi nang nó khác với cái nang. Chỗ nào? Vi nang nó khác với năng cứng, năng mềm, cái chỗ là cái vi nang là nó có thể chứa chất lỏng, chất rắn rồi nó thôi. Còn cái năng cứng là nó chất rắn, nó năng mềm và chất lỏng. Còn cái vi nang là nó hết, cũng năng cứng hết. Mọi nghe. Rồi, các chị các bạn thắc mắc không? Rồi, không nghĩ từ sau học 2 tiếng.